Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm qua thì tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Vios E 2021 siêu lướt hơn 5 vạn km. Thì ngày hôm nay tôi lại giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe cũng là Toyota Vios. Có khác là ngày hôm qua là chiếc xe màu trắng quý vị và các bạn nhé. Ngày hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Vios E 2021 màu đen MT quý vị và các bạn nhé, sản xuất năm 2021, lăn bánh 5,2 km và cái đồng hồ này là cam kết với quý vị và các bạn là đồng hồ chuẩn, không tua các bạn nhé, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng và dàn lốp theo xe còn mới tinh luôn. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Còn full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm luôn nhé. Quý vị các bạn có thể vào hãng chỉ cần đọc biển số, đọc số khung là quý vị các bạn có thể check được chiếc xe này rồi các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Ngoài cái việc lịch sử của hãng ok rồi thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản hết luôn. Chúng tôi đang bán với giá là 405 triệu đồng cho quý vị các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E số sàn 2021 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Vios E 2021 siêu lướt này các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất bên ngoài cũng như là về phần nước sơn bên ngoài. Thưa với quý vị các bạn, ngay lúc này đây thì thời tiết nó cũng đang có mưa các bạn nhé. Cho nên là nhìn chiếc xe này bên ngoài là màu đen này, nếu như thời tiết mà nắng tạnh, nhất là thời tiết nắng to, nhìn nó rất là đẹp các bạn ạ. Màu đen để dưới nắng nó rất là bóng, nhìn đẹp, và thời tiết nó mưa như này, nhìn nó sẽ không được đẹp lắm quý vị các bạn nhé. Nhưng cơ bản với quý vị các bạn là chiếc xe này chạy ít và còn rất là đẹp đây các bạn này. Nhìn về cái phần sườn bên lái cũng còn phẳng, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Sườn bên lái này, sườn bên phụ này cũng còn phẳng luôn bạn nhé. Thời tiết đang mưa cho nên là tôi không lau được cái vỏ đi để chụp, để quay cho quý vị các bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần đầu, phần ba đợt sốc trước này, cụm đèn pha này còn rất là mới luôn các bạn nhá, rất là sáng này. Đây là cái cụm đèn pha đây các bạn này. Dưới là cụm đèn gầm, chưa có bị đâm, chưa có bị va gì cả các bạn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Toàn bộ từ mặt ca lăng đến lưới tản nhiệt cũng đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, và dàn lốp theo xe đây các bạn này, rất là dày luôn quý vị các bạn nhá. Đây, và đết lốp là 2021 này. Đấy, cả dàn lốp luôn, cả 5 quả lốp là đều 2021 luôn quý vị và các bạn nhé. Và còn rất là dày đây, 2021 đây các bạn nhé. Và dày như này đây, là răng đúc chưa có bị xước xát gì cả các bạn ạ. Đấy, là răng thì đúc rồi này, đết lốp 2021 này, và lốp thì rất dày. Đây, tất cả là đều 2021 luôn các bạn nhé. Chia sẻ với quý vị và bạn với dàn lốp Bridgestone của Toyota trang bị cho chiếc Vios này thì các bạn đã, nếu như chạy ở đường phố, đường đẹp thì lăn bánh phải trên 10 vạn một dàn lốp này các bạn nhé. Cho nên chiếc xe này mới lăn bánh 5,2 vạn, dàn lốp theo xe còn nguyên, cho nên là đồng hồ là chuẩn luôn các bạn nhé, không có bị tua đâu các bạn ạ. Rất là đẹp. Đấy, gương chiếu hậu thì gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, đầy đủ rồi các bạn ạ, một chiếc xe rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và nhìn về cái phần ba đợt sốc sau của chiếc xe thì các bạn thấy đây ạ, xe cũng đã được trang bị màn hình rất là xịn rồi, camera lùi, cảm biến lùi rồi này. Toàn bộ từ chữ này, đấy, chữ này, logo của bạn này cũng chưa có bị ố yếc gì đâu các bạn ạ. Chiếc xe này thì chủ xe toàn để trong nhà cho nên là không có bị ố này. Cụm đèn hậu này cũng rất đẹp luôn, chưa có bị xước sát gì cả các bạn nhé, chưa có bị đâm va, nứt vỡ gì đâu các bạn ơi. Rất là đẹp này, một chiếc xe rất đẹp. Và phần gầm các bạn xem này, đấy, gầm rất là mới luôn các bạn nhé. Đây, phần gầm của chiếc xe này đều rất là mới luôn quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe phải nói là siêu lướt luôn các bạn nhé. So với những chiếc xe chạy hơn 5 vạn, tức là 5,2 vạn như chiếc xe này đây, so với những chiếc xe ở phân khúc khác,
hoặc những chiếc xe ở phân khúc số tự động thì chạy như vậy là nhiều các bạn ạ. Nhưng so với những chiếc xe ở phân khúc hạng B nói chung và những chiếc xe Vios này số sàn nói riêng thì với hơn 5 vạn thì nó là quá ít các bạn ạ. Vì đa số những chiếc xe số sàn này là hay chạy nhiều lắm quý vị các bạn nhé. Chiếc xe mà lăn bánh có hơn 5 vạn như thế này thôi thì là rất là ít đấy các bạn nhé. Nhiều người, mỗi một người có một cái cách suy nghĩ khác nhau và mỗi một người đi xe khác nhau. Nhiều người tôi nói là hơn 5 vạn lướt, siêu lướt, thì nhiều người lại bảo chạy như vậy mà lại còn gọi là lướt nữa. Thì thưa với quý bạn, với những chiếc xe ở phân khúc hạng B mà số sàn như vậy là chạy rất ít rồi và có thể nói là lướt rồi quý vị các bạn nhé. Còn những chiếc xe ở phân khúc xe sang thì không nói, đấy là những chiếc xe số sàn nói như vậy ạ. Nhìn về bên ngoài thì rất là đẹp rồi các bạn nhé. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua thì mời quý vị và các bạn qua cửa hàng chúng tôi. Hiện nay cửa hàng chúng tôi đang có cả một chiếc y chang như này, màu trắng mà tôi quay hôm qua đấy ạ. Chiếc xe này là màu đen các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất thì đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất của chiếc xe. Đây là cánh cửa phía trước, bên lái đây các bạn này. Đấy, chúng tôi keo chỉ là còn nguyên zin nhé. Tắp đi cánh cửa này rất là mới luôn này. Đấy, từ những cái công tắc điều chỉnh lên xuống kính này cũng chưa có mòn gì đâu. Mới lăn bánh có hơn 5 vạn thôi, cho nên là chiếc xe rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, nội thất này, toàn bộ nội thất đã được trang bị là ghế da rất là xịn rồi. Có ghế da, trải sàn da luôn quý vị các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ nổ máy lên để cho quý vị các bạn xem về cái phần đồng hồ của chiếc xe. Đấy, bây giờ tôi đã nổ máy rồi các bạn nhé. Đồng hồ công tơ mét này, lăn bánh 5 vạn 2 km này. Đồng hồ chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn nhé, không có tua đâu. Rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đây, từ trải sàn da đầy đủ rồi. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây này. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 và sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, Toyota Vĩnh Yên luôn các bạn nhé, Vĩnh Phúc. Đấy, rất là đẹp. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố dành cho chiếc xe Toyota Vios E 2021, dung tích 1.5 lít này đây các bạn này. Chỉ 5,92 lít cho 100 km quãng đường kết hợp, nếu như chạy trong đô thị 7,74 lít, nếu như ngoài đô thị 4,85 lít các bạn ạ. Không biết quý vị các bạn có nhìn rõ không, vì là nó ướt cho nên là nó hơi mờ các bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau bên lái quý vị các bạn nhé, xin lỗi quý vị các bạn, đây là bên lái. Đấy, keo chỉ cánh cửa còn nguyên zin này. Táp đi cánh cửa đây đều mới tinh luôn, tất cả các chi tiết đều có dán tem rồi này. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Nội thất rất mới luôn, đằng sau này thì ít người ngồi này. Bậc cửa đây các bạn này, quý vị các bạn để ý kỹ cho tôi nhé. Đi mua xe những chiếc xe số sàn là hay chạy dịch vụ đấy. Những chiếc xe nào mà chạy nhiều là một này, chạy dịch vụ là hai này, là khách đi là hay bước vào những cái bậc cửa này đánh trước này. Và chỗ này nữa này, nếu như xe chạy dịch vụ là hay bị xước ở cái này các bạn nhé. Người ta ngồi người ta hay để chân, người ta đạp chân vào nó hay xước này. Cái thảm này hay bị xù này, đấy là những chiếc xe mà chạy dịch vụ nhé. Chiếc xe này thì rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option bên trong của chiếc xe. Này, gạt mưa đi cho nó nhìn nó đỡ tức mắt. Thời tiết nó rất là mưa quý vị bạn ạ. Hôm nay thì đi quay thời tiết nó mưa, nó hơi vất vả một chút, cho nên là quý vị bạn nào mà đang theo dõi video thì đừng tiếc một like cho tôi quý vị bạn nhé. Hôm qua thì thời tiết nắng to, hôm nay thì thời tiết lại bắt đầu mưa. Đấy, rất là vất vả các bạn ạ. Đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây, lăn bánh 5 vạn 2 này, toàn bộ từ vô lăng rất là đẹp luôn. Màn hình to, màn hình camera lùi, cảm biến lùi đủ rồi các bạn nhé. Khóa thì các bạn xem đây ạ, toàn bộ là còn rất là mới này. Chìa xưa cua vẫn còn nguyên trong ni lông, chưa bóc cơ. Đấy, vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp này. Toàn bộ từ táp lô cho đến táp bi, cánh cửa đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, những cái phần nhựa này, đấy, tay nắm này, đều mới tinh luôn quý vị các bạn ạ. Tất cả đều rất là mới, rất là đẹp các bạn nhé. Đây, những cái phần nhựa này, phần tay nắm này. Những chiếc xe này là chủ xe rất là cẩn thận này, bọc trần bằng ni lông các bạn nhé. Cho nên là những cái phần nỉ bên trên này này, đấy tôi quay sát cho các bạn xem, những cái phần nỉ bên trên này nó còn mới tinh. Quý vị các bạn nào mà không thích cái trần ni lông này thì quý vị các bạn bóc ra, bóc cái ni lông này ra rất đơn giản thôi. Những chiếc xe mà bọc bằng da mới lại 3D 4D gì đấy là rất là khó xử lý nhá, không bóc ra được. Những cái trần ni lông này thì bóc ra đơn giản lắm, bóc ra phát thì cái trần này không khác gì một chiếc trần của xe mới quý vị các bạn nhé. Đấy, phải nói là rất là ok rồi. Toàn bộ về còn nguyên zin và rất đẹp như này đây ạ. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cốp sau lên cho quý vị các bạn cùng xem. Cốp sau cũng còn nguyên zin hết này. Từ keo chỉ cốp sau đây các bạn này, keo chỉ nguyên zin các bạn nhé. Cốp sau tất cả là còn nguyên zin và còn rất đẹp như này đây các bạn này. Chưa có bị đâm, chưa có bị va gì đâu, còn nguyên đây. Những cái phần nỉ đây các bạn xem này.
không hay để đồ mấy thì là cái nỉ này nó rất là mới và không có bị xước sát gì các bạn nhé. Tất cả những cái phần nỉ ở trong khoang cốp này này đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Không có chạy dịch vụ, những chiếc xe mà chạy dịch vụ nhiều ấy là người ta hay để đồ của khách. Đấy, chiếc xe này thì nó hơi bẩn một chút là do chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu. Đấy, mới lấy về cho nên là chưa có dọn kỹ nhá các bạn nhé. Rất là đẹp này, chưa có bị đâm va gì cả. Quý vị các bạn đi mua xe cũ thì xem kỹ cho tôi về cái phần đầu và phần đuôi nhá. Đây là cái phần sau, xem có đâm đụng gì hay không này. Đấy, và sách hướng dẫn sổ bảo hành đây các bạn xem này. Toàn bộ là còn nguyên luôn, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng, cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm luôn về chiếc xe này các bạn nhé. Đấy, tất cả là còn nguyên luôn của chủ xe để đây ạ. Và không để đồ cho các bạn xem đây ạ, những cái lót sàn này này. Đấy, những cái nỉ này nó còn mới tinh luôn này. Đấy, nỉ rất là mới này. Lốp sơ cua cũng còn mới tinh luôn bạn nhé. Đấy, lốp sơ cua này. Đều 21 đây các bạn này. Đấy, cái lốp này nó hơi bẩn một chút là do chúng tôi chưa có dọn đâu các bạn nhé. Nói là rất là đẹp cho một chiếc xe 2021 mà mới lăn bánh có hơn 5 vạn km thôi. Rất là đẹp rồi các bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau bên phụ này thì toàn bộ keo chỉ là cũng còn nguyên zin này, chưa có bị đâm hay là chưa có bị va gì các bạn nhé. Táp bi cánh cửa này rất là mới. Đấy, nội thất bên trong các bạn xem đây ạ. Thời tiết nó đang mưa cho nên là nó nước nó bay vào trong đây đấy ạ. Đấy, chỉ còn cái ghế da này thì rất là mới các bạn nhé. Đấy, ghế da này, trải sàn da này đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, toàn bộ của chiếc xe rất là mới. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, tất cả từ táp bi cho đến táp lô. Đấy, vô lăng, cần số tay phanh đều rất là đẹp luôn rồi các bạn nhé. Đấy, cần số được bạn này, 5.2 vạn thì cái cần số nó còn đẹp như này đây này. Cái chữ số này nó sắc nét như này này. Nếu như chạy nhiều hay chạy ít thì chúng ta phải xem cả cái tay phanh, cần số, vô lăng. Vô lăng chiếc xe này thì chủ xe không bọc. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Tất cả này, nội thất rất là mới luôn các bạn nhé. Phải nói là một chiếc xe đẹp và rất đều của xe đây các bạn nhé. Đấy, rất là mới luôn này. Từ những cái phần ghế này, bậc cửa này. Đấy, nhìn vào cái bậc cửa này là chúng ta đã biết được là xe chạy dịch vụ hay không các bạn nhé. Chạy dịch vụ thì thường không bao giờ nó còn đẹp như thế này đâu. Những cái ốc này là còn nguyên bản này, chưa có một con ốc nào bị tháo ra quý vị các bạn nhé. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios E 2021 này là một cái khối động cơ xăng đua VVTi với dung tích 1.5 lít kết hợp với hộp số tay 5 cấp quý vị các bạn nhé. Và ở chiếc động cơ này thì chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị các bạn đây ạ. Nó đẹp không khác gì một chiếc xe mới. Quý vị các bạn nào mà mua một chiếc xe mới về thì chỉ chạy vài tháng nó cũng sẽ như thế này thôi. Đấy, tất cả là nó còn nguyên zin này. Ốc nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu. Đấy, còn nguyên zin hết từ ốc mặt máy này cho đến ốc chân máy này. Đây, ốc mặt máy hay còn gọi là ốc doanh dàn cò đây các bạn xem này. Nguyên zin từng con ốc này. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra quý vị các bạn nhé. Còn nguyên zin hết. Không những nó còn nguyên zin và còn đẹp còn mới như này đây ạ. Nếu như chạy nhiều là quý vị bạn xem những cái phần kim loại này nó sẽ bị thâm lại này. Đấy, và chiếc xe này thì nó mới chạy có hơn 5 vạn thôi cho nên là không khác gì một chiếc xe mới này. Ốc cabo cũng còn nguyên zin này, keo chỉ cabo còn nguyên zin hết này. Đấy, tất cả là còn nguyên zin luôn các bạn nhé. Đấy, cabo này chưa có bị đâm hay là chưa có bị va gì cả này. Tem tiếc là còn nguyên hết luôn. Đấy, chưa có vết tháo luôn từng con ốc, ốc chân cabo này, ốc tai này còn nguyên zin luôn. Những cái xương đầu này nguyên zin hết này các bạn nhé. Trong cái khoang động cơ này là còn nguyên zin hết. Mới có bảo hành bảo dưỡng tại hãng thì bây giờ những chiếc như chiếc xe này thì chủ yếu là mới thay dầu thôi. Thay dầu thì người ta sẽ thay dầu thường là 5.000 thay một lần. Đấy, thì con này là 5.2 vạn, 5.2 vạn thì thay dầu khoảng 10 lần đúng không các bạn ạ. Đấy, chỉ có thay dầu thôi chứ chưa có làm gì đâu các bạn nhé. Đấy, những cái ốc thay chỉ có mở cái này ra để thay dầu, thăm dầu thôi chứ còn nguyên bản hết luôn. Đấy, còn nguyên, chưa có bị vết đâm, chưa có va nào cả này. Đến những cái nở nhựa này, cái nút nở nhựa ở cái đầu này. Đây, của phần ba lần sốc này còn nguyên zin hết này, nở nhựa chưa có một con ốc nào bị, con nở nào bị tháo đâu các bạn nhé, còn zin hết này. Đấy, nở còn nguyên zin hết, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Vios E số sàn sản xuất năm 2021, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh 5.2 vạn km rồi, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Về chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là đồng hồ Euro chuẩn, không có tua đồng hồ. Cái thứ hai nữa là không tai nạn, không ngập nước,
keo chỉ nguyên bản, tất cả máy móc còn nguyên bản, nguyên zin hết các bạn nhé. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 405 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios Air 2021 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn nhé. Quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị các bạn hãy qua luôn các bạn nhé. Hiện tại cửa hàng chúng tôi đang có cả màu đen, màu trắng các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.